Di động về chào tất cả anh em nha. Chào bạn Nguyễn Văn Hoàn nha. Hôm nay mình sẽ kiểm tra bóc hộp kiểm tra hàng của bạn ấy nha, kiểm tra máy của bạn Hoàn này nha. Anh em cùng theo mình xem máy của bạn Hoàn này như thế nào nha. Máy còn nguyên kẹp chì nha. Chưa tháo ra đâu nha. Bây giờ mình cắt nha. Đóng hộp khá chắc chắn đấy, khá đẹp đấy. Đầy đủ tem này. Dịch vụ khi khai giá đắt tiền là đúng. Bạn ấy từ Hưng Yên gửi cho mình từ Hưng Yên nha. Anh em thực ra không cần phải kê khai giá đâu, tốn kém lắm. Máy thì toàn máy hỏng để sửa chứ phải máy lành đâu mà khai giá làm gì, tốn phí. Thực ra mà nói nhiều anh em không biết đi gửi nhân viên bị nó cứ lái lái, thế là mất nhiều tiền phí. Còn thực ra gửi mất bao tiền đâu, gửi các bên giao hàng khác nó chỉ mất 20-30, căng nhất là 40.000, gửi được máy bay mới có 50.000 thôi. Đây khai giá này sẽ tính phí cao phết đấy. Mà lại bọc cũng khá chắc chắn nha. Facebook hiểu thêm máy mất nguồn Samsung A30. Sao mà để cái này không bọc cái máy vào trong lại để riêng cái thuy xốp ra ngoài không? Ok, để mình kiểm tra xem nào. Bạn ơi bảo máy có nứt kính. Ok, máy nứt kính. Kiểm tra xem màn sóng hay chết đã nha. Đây, chắc là tháo ra rồi. Đã đem sửa và bảo thay mên. Đốc bắt gần sai này, bắt lung tung này. Hai con đốc không phải của nó này. Ốc khác này, anh em nhìn ốc khác nhau không? Ông nào bắt sai thì bỏ luôn đi, đừng bắt làm gì khổ ra. Bắt sai mất hai con liền. Vào main sửa rồi mà nhìn qua trông sạch sẽ phết chứ nhỉ. Sửa mặt dưới đây. Mặt trên trông rất đẹp. Ê, mặt dưới không biết khó gì mà đi xe nghiêng sang một bên thế này. Đi xe nguồn nghiêng một bên để toàn mỡ hàn này anh em này. Đi xe nghiêng ở sang một bên không? Hở chân rất to chưa? Hở khe to đùng đến nó cái banh còn luộc vào trong này. Chân đi xe này. Đấy, thợ gì hay là gá con đi xe dán vào cho vui này. Dán không hay sao đây? Em gì này, chán không? Chết thật, thợ thuyền này chết thật. Còn nhà em nhấc ra không nhá? Mỡ thì để cả màu má vào đây, nhiều cái người ở đây. Đi xe này đặt không thôi. Đi xe chỉ đặt không thôi nhá, anh em nhá. Đấy, bông mà đi xe nguồn đặt không rồi nhá. Ok, thôi để mình test thử cái màn này về đây đã. Còn cái này mình xử lý sau. Đây là cái bên của mình. Bên này cũng bên này sửa rồi thôi. Nhưng bên này sống để test màn được. Pin kiệt luôn à. Đấy, màn hiện tại vẫn còn có hình nhá. Pin đã kiệt rồi nhá. Ok, để mình sạc pin mình test. À đây, còn pin này, chưa kiệt lắm. Để mình test xem cái màn này ok không nào. Màn ok. Cơ bản là màn đã lên hình nhá. Rồi, để mình sẽ kiểm tra con đi xe nguồn này, bỏ cái này ra, kiểm tra con sơ bộ nào. Xem được thì mình sẽ đóng lại xe nguồn thay xe nguồn khác xem ổn không. Còn thay mên những con này bây giờ mên nó cũng còn đắt phết đấy, không rẻ đâu nha. Model mới mên còn đắt lắm. Cần mỡ. Đây mới đục ra bỏ chứ chưa đóng lại. Để hơi xấu nhỉ. Sao mà này đeo cả một hơi đơ à, làm mới khởi động. Ok, về cơ bản thì màn vẫn ok nhá. Đeo kính thôi chứ không vấn đề gì. Test cơ bản thì màn này không vấn đề gì nhá. Ok, bây giờ đến công đoạn xử lý thử lại cái mên này có được hay không. Không được thì bạn ấy bảo thay mên, và mên sửa rồi. Ông nào không kẹp nguồn thì nỗi là phải hàn dây vào đây kẹp nguồn đây này.
mới làm gì bét cả con cuộn dây đây. Làm trông nhiều lúc cái chỗ làm trông xấu nhỉ. Cực kỳ xấu nhá. Vẻ tụ tà lưa nhá. Đây. Bẻ mất mấy con linh kiện rồi. Chưa nhiều lắm nhưng bẻ mất này. Chỗ này có mấy con bẻ mất này. Không vấn đề gì cả, nói chung là bẻ một vài con thì không sao, tụ chắc không sao đâu. Ok, để mình xem mình xử lý, mình sắp lại thay xe nguồn sang xem sao. Con này mình nghĩ chưa chắc chứ đi xe nguồn đâu. Còn sai bệnh đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng lại xe nguồn trước nha. Đang có một vài con tụ chập lung tung cho đấy nữa. Tất cái siêu cũng xấu nhỉ. Ở dưới chỗ con tụ này càng siêu còn chạm vào con tụ này. Thông thường thì xe nguồn nó không dễ chết như các bạn tưởng đâu. Đây, đường này đo vẫn chập nhưng thực ra không chập đâu. Chút mà sẽ đổ lên xem lại xem nào. Chạm với ban nha anh em nha. Máy này đo sơ bộ là chạm với ban nha. Em có thể nhìn sơ đồ này, đường chạm này. Đấy, đường này chạm này. Thì mình sẽ đóng lại xi nguồn trước nha. Con này chạm về bát chứ không phải chạm đường ấy đâu. Xem là kem nguồn nguồn nhích được một tí này, kem nguồn kim chỉ nhích được một tí xíu nha, không kích được nguồn đâu nha. Rồi đang chạm VCC main nha, EV bát ổn nha. Rồi theo kinh nghiệm của mình thì sẽ đục phần bên này ra, dòng này rất hay chạm công suất ở trong cái lồng này. Đã đóng lại xe nguồn nha, hay chạm cái lồng này. Thường sẽ bị chập công suất đây nha anh em nha, thường sẽ nhấc con công suất ra đầu tiên này. Theo kinh nghiệm ấy, thì anh chập con này cực kỳ luôn, không có nhấc ra đầu tiên thì cách ly nó đi.
nước nó ra đo nó hết chập thì là tỷ lệ thành công 80%. Có vẻ đỡ chập đấy. Nãy đo chập đường này, bây giờ ngay đường này không chập nữa rồi anh em này. Đấy. Đấy. Bây giờ kiểm tra lại nha, xem ok chưa nha. Đây hôm nay mình đo cái đường này chập này, bây giờ xem chập hết chập nha anh em nha, thấy không? Hôm nay mình đo đường này chập nha, ngược trở kháng chập nha. Đấy, bây giờ đã hết chập. Chân một kẹp. Đã hết giỏ anh em. Cái nguồn này. Ok, đã có dao động. Nguồn như là nguồn này có dao động nha, có khả năng sẽ lên nha. Nghe có vẻ mình còn nóng hay sao, chờ chút nguội lắp vào main thử nha. Đã rõ nguyên nhân là em nó chết bay đâu rồi. Ok, đi xe bắt đầu à? Đi xe bay mẹ. Ô, thế bay bay đâu rồi. Nguồn này có dao động nhá. Bây giờ mình sẽ lắp vào main để test lại xem lên không nha. Đấy nha. Main cũ của mình này. Lắp main của bạn đấy vào xem nào. Cắm sạc vào cho nó nhanh. Nhiều lúc kích nguồn thì khó kích. Đã lên nguồn anh em. Đa biểu tượng sáng nha. Giờ kích nguồn lên xem lên không nha. Vì nhiều khi là kích nguồn nó không lên đâu. Mấy cái dòng A30 này có đã từng ghi nhận là nhiều lúc bấm nguồn không lên, nhưng kích được sạc thì bấm nguồn mới lên. Nhưng mà trong quá trình mình sửa. Đã lên, chúc mừng anh em, đã thành công. Bây giờ mình chỉ còn thấy nó công công suất là thôi. Đây là công đoạn cuối cùng, quá quen thuộc rồi. Tới điểm này như vậy là máy đã lên nguồn ok, biết rõ nguyên nhân của bệnh rồi nha. Như vậy là ông thợ trước thì ông đã đo sai, ông đã làm sai để AC nguồn ra đóng, mình đã đóng lại AC nguồn. Rồi đo đạc thì không phải tại AC nguồn. Và hiện tại là chập công suất. Đây, hiện tại là chập con công suất này, mình đã bỏ đi rồi nha. Bỏ đi sẽ mất sóng nên mình phải đóng lại sau. Nên lấy IC đóng lại sau. Còn bây giờ mình sẽ test đây main của bạn đấy này. Trông rất hoang tàn không? Đấy. Lúc đầu phùng cả con này lên. Lên chưa? Hay là chưa lên được nguồn đây? Đã lên. Đề nghị bạn Hoàng nhận diện ra đúng máy của bạn đấy không nhá. Hoàng đúng không nhỉ? Hoàng hay Hoàng? Hoàn Hoàn, đề nghị bạn Hoàng nhận nhận diện nha. Chắc là bài cái ảnh của bạn đấy. Mật khẩu là gì mình không biết đâu. Thôi mình phải hỏi mật khẩu để test sau vậy. Ok anh em, như vậy là máy đã cứu sống được 80% rồi, còn một vài chức năng cơ bản chưa cứu được nữa. Như vậy là máy của bạn Hoàn đã sau khi chết đi bây giờ đã sống lại rồi nha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi nha. Tạm thời mình sẽ kết thúc video tại đây vì chưa có mật khẩu để test. Mình sẽ test và xử lý nốt công đoạn còn lại. Anh em mai thấy hay thì có thể like và ủng hộ chia sẻ giúp mình nha. Mà anh em lần sau đi sửa thì nên tìm hiểu kỹ trước khi đi sửa nha. Tránh tình trạng là bệnh nọ dọa bệnh trai. Đóng sai hoàn toàn là mất công đóng lại xe nguồn, nhưng may mà họ cũng là thợ có kỹ năng đục được ra nhưng không đóng lại thôi. Đục ra thì thấy không có vấn đề gì. Họ mà đóng loanh quanh không cẩn thận là hở những con bên cạnh là mệt hơn nữa. Có rất nhiều trường hợp là đục ra đóng vào không khéo chết cả main luôn và hết cứu. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi nha. Chào tất cả mọi người.